Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla. Không, Apple mới là anh cả. Là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Lớn nhất thế giới. Và hơn một năm trước, họ cũng là kẻ đầu tiên đưa con số 2.000 tỷ đô la Mỹ vào cái bộ sưu tập sạc 10 đô la của mình. Ở vậy, những con người đằng sau cái nhãn Apple sang trọng mà ta dùng hàng ngày, làm việc ở đâu, bầu không khí họ hít thở có khác chúng ta không? Đây, cứ như là cái hình ảnh cắt ra từ một cái bộ phim khoa học viễn tưởng nhỉ. Còn đây là lý do tại sao mà người ta gọi trụ sở của Apple là Spaceship, phi thuyền không gian. Hôm nay ta sẽ dắt tay nhau để cùng xem cái Spaceship này trông như nào, hoạt động ra sao, hay có gì hay ho hay không. Xin chào các bạn, đây là chuyên mục Tech Mac chuyện chưa kể số thứ 7, phi thuyền không gian Apple. Steve Jobs, dấu ấn còn đây. Trước khi đi vào tham quan cái phi thuyền không gian của Apple trông được, thì có lẽ chúng ta sẽ nên cùng nhau nhìn lại quá khứ cách đây đã tròn 15 năm, còn trước cả thời điểm chiếc iPhone đầu tiên được trình diện công chúng. Đó là vào tháng 4 năm 2006, Steve Jobs thông báo với hội đồng thành phố Cupertino mua lại 9 khu đất liền kề để xây dựng cơ sở thứ hai của họ. 5 năm sau, chính ông, trong bộ dạng dù có hơi tiêu tụy và gầy guộc, nhưng vẫn giữ được cái nét hài hước vốn có, vui vẻ trình bày với hội đồng chi tiết về công trình mà ông ấp ủ. I think we do have a shot of building the best office building in the world. And I really do think architecture students will come here to see this. I think it could be that good. Yep, appreciate it. Yeah, thank you. Mr. Ching? Yeah, Mr. Jobs. Vẫn như thường lệ, vẫn chẳng tiếc lời tự khen đồ của Apple là tốt nhất thế giới. Và các sinh viên kiến trúc, đến đây mà xem nhé. Ngoài Steve Jobs thì cái tên còn lại cũng chẳng còn quá xa lạ với đông đảo người theo dõi công nghệ nữa. Một cây đại thụ khác của Apple, giám đốc thiết kế Johnny Ive. Hai người bạn này đã cùng nhau lên ý tưởng về một Apple Park trong mơ đẹp, độc và sạch nhất thế giới. Nhưng chỉ một người còn sống để thực hiện hóa và chiêm ngưỡng nó. Steve Jobs qua đời 4 tháng sau đó. Và thế là Apple Park, trụ sở mới của Apple, nhân vật chính ngày hôm nay, đi vào hoạt động vào tháng 2 năm 2017. Một khán phòng mang tên nhà hát Steve Jobs với tất cả sự kính trọng mà mọi người dành cho ông. Ngân sách dự kiến 3 tỷ đô la Mỹ, và khi hoàn thành con số này đã sấp xỉ 5 tỷ đô la Mỹ, tức là khoảng 113.887,5 tỷ Việt Nam đồng. Và nếu bạn cũng thấy hơi ngợp như mình thì có thể quay về Việt Nam với Di Động Việt. Hiện đang có chương trình ghi tên đặt hàng iPhone 13 Series, tham gia trade-in và thanh toán qua VNPay để được giảm giá 2 triệu đồng. Thông tin chi tiết mình để ngay dưới video nhé. Cảm ơn Di Động Việt. Apple Park, độc, xanh và... Nếu các bạn chưa biết thì Apple luôn coi Cupertino là nhà kể từ những ngày đầu. Vì vậy, trụ sở mới chắc chắn cũng nên là ở đây. Từ Apple Campus, trụ sở đầu tiên của họ, bạn chỉ cần đi thêm 1,2 dặm về phía đông để thấy được Apple Park. Một ngày nào đó, nếu đặt chân đến Mỹ, bạn cứ bắt xe đến số 1 Apple Park Way, Cupertino, California để trực tiếp tham quan. Trước khi đi bước nữa và lặn sâu hơn, đây là một vài con số thống kê không nên bỏ qua đến từ trang Apple Insider. Tổng diện tích 710.000m², nơi làm việc của 12.000 nhân viên, có 9.000 cây chịu hạn, tòa nhà với kính cong lớn nhất thế giới, tòa nhà thông gió tự nhiên lớn nhất thế giới, công suất năng lượng mặt trời tại chỗ 17 MW và như đã nói, tổng kinh phí cho công trình này xấp xỉ 5 tỷ đô la Mỹ. Và sau khi đã nắm sơ về quy mô không hề bình thường này của công viên táo Mỹ thì ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết chưa? Nhiều người nhé, rất nhiều người luôn vẫn lầm tưởng Apple Park là cái phi thuyền này, nhưng không. Đó chỉ là một phần trong một tổ hợp những công trình lớn nhỏ khác nhau trải trên một cái khu đất có hình dạng gần giống như một hình thang vuông như này. Và đúng, ngay từ đầu ấy thì ý định của Steve Jobs là hoàn thiện luôn cả cái góc nhỏ phía tây nam này, nhưng mà như ông chia sẻ, đó là khu vực không thể mua lại được để rồi ta có được cái hình dạng ngày hôm nay. Về cơ bản, Apple Park bao gồm 5 khu vực chính. The Ring, tòa nhà chính, đẹp, xa hoa, lộng lẫy, tất nhiên được nhiều người biết đến nhất. Nhà hát Steve Jobs cũng rất là thú vị mà ta sẽ tìm hiểu sau The Ring. Trung tâm thể dục thể thao, cơ sở nghiên cứu phát triển, và cuối cùng là khu vực dành cho khách tham quan. Đến đây chắc là ta cũng bắt đầu đi vào The Ring để tham quan rồi chứ nhở? The Ring là tên tòa nhà chính của Apple Park, là nơi thể hiện tinh thần Apple trong lĩnh vực thiết kế, năng lượng xanh và tương lai của công nghệ. Không phải tự nhiên mà nó lại được người ta nhắc đến nhiều như vậy. Chi phí cho chỉ mỗi cái vòng tròn xa xỉ này cũng đã là 4,17 tỷ đô la Mỹ, tức đâu đó hơn 80% chi phí của cả Apple Park. The Ring có chu vi 1,6 km, đường kính 416 m, là sự kết hợp của 800 tấm kính cong khổng lồ cao 13,7 m.
Và để dễ hình dung, đây là một vài hình ảnh từ trang Wikipedia khi đem so sánh Apple Park với 7 công trình có kích thước đồ sộ khác như Lầu Năm Góc, Empire State, tòa nhà cao nhất thời điểm ra mắt, hay SeaWise Giant, tàu tự hành dài nhất và trọng tải lớn nhất lịch sử. The Ring có 4 tầng nổi và 3 tầng ngầm, là tập hợp của 8 tòa nhà giống hệt nhau. Ngoài hai dải kính cong cỡ bự bao quanh hai mặt trong và ngoài, thì các bức tường kính tiếp tục được sử dụng bên trong tòa nhà. Mình còn nghe bảo có mấy ông bà không biết làm việc đi đứng như nào mà vấp cả vào mấy tấm kính này để rồi phải cho luôn vào viện. Đây là câu chuyện có thật để người ta diễn tả về cái độ mở và cái độ trong của The Ring, chứ mình không biện đâu nhá. Không gian làm việc này rộng 7.700m², được thiết kế theo dạng mở, kích thích và khuyến khích mọi người gặp gỡ, trao đổi ý tưởng trực tiếp và thường xuyên. Tuy nhiên, ta vẫn có thể thu lại thành các không gian nhỏ khi cần thiết. Tất cả đồ gỗ, nội thất được sử dụng đều được khai thác từ chỉ một loại cây phòng. Ngoài khu vực văn phòng, ta còn có một nhà ăn 3 tầng với 3.000 chỗ ngồi, phục vụ cho 15.000 bữa trưa mỗi ngày. Các lửa rộng 1.900m², sức chứa 600 người, cùng 1.750 chỗ ngồi trên sân thượng. Cửa nhà ăn là các tấm kính khổng lồ như đã nói ấy, nhưng mà có cơ chế trượt để tạo nên những tấm kính cong khổng lồ chuyển động, trông khá là epic. Và đến đây, nếu bạn còn nhớ thì bên cạnh thiết kế, năng lượng sạch cũng là cái yếu tố mà Apple muốn họ phải làm tốt ở cái công trình tỷ đô này. Với hệ thống thông gió tự nhiên, The Ring có thể xem là nơi làm việc xanh nhất thế giới. Không cần sưởi ấm, thông gió hoặc là mát vào 9 trên 12 tháng trong một năm. Và nếu bạn để ý chắc không đã nhận ra, cái mái nhà của The Ring ấy là một tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ với công suất 17 MW, đủ cung cấp 75% năng lượng vào những ngày cao điểm. Và đây được xem là mái nhà năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. 4 MW khác được tạo ra từ pin nhiên liệu Bloom Energy Server, cung cấp bởi nhiên liệu sinh học hoặc khí đốt tự nhiên. Không khí lưu thông tự do giữa bên trong và bên ngoài tòa nhà, cung cấp một hệ thống thông gió tự nhiên và hạn chế nhu cầu sử dụng HVAC. Một hệ thống về sưởi thông gió và điều hòa không khí suốt 9 tháng trong năm như đã nói. Còn nếu bạn có lỡ lo lắng những cái tấm kính này có hơi trông mỏng manh với một vài trận động đất vô tình xảy ra ở California, thì tất nhiên, hệ thống chống động đất với 692 đĩa thép lớn nằm 2 tầng dưới lòng đất, cái phiên bản có tinh chỉnh từ hệ thống chống động đất của Nhật Bản, vẫn luôn sẵn sàng ở đây. Bên trong lòng The Ring, ta thấy một khu vườn rộng 12 hectare với một hồ nước. Trung tâm là một sân bãi trống cùng một mái vòm 7 màu rất nổi bật, cũng như một khu vườn thảo mộc với các lối đi lấy cảm hứng từ những vườn cây ăn trái ở California. Như vậy ta đã xong khu vực The Ring. Dài như vậy nhưng vẫn chỉ là những cái điểm mà mình đã cố chắt lọc và cô đọng nhất có thể rồi đấy. Bởi đây là một công trình khác biệt và có cả tầm nhìn của Apple trong đấy nữa, nên có thể xem là bất khả thi để truyền tải toàn bộ tinh thần cũng như từng chi tiết của công trình. Nhìn về phía nam của The Ring, ta thấy nhà hát Steve Jobs không được đồ sộ và nổi bật như spaceship hạ phàm bên kia, nhưng vẫn là một công trình thú vị không kém đâu, tiên mình đi. Nó nằm trên đỉnh của một ngọn đồi và cũng được thiết kế theo dạng hình tròn. Dù có đường kính chỉ 50m thôi, nhưng mà nếu người Anh The Ring có mái pin mặt trời lớn nhất thế giới, thì nhà hát Steve Jobs cũng là công trình với mái bằng sợi carbon lớn nhất thế giới, nặng 80 tấn. Nhưng mà hay ho một cái là lại không có bất kỳ một cái cột chống nào mà chỉ là những tấm kính cong với tầm nhìn 360 độ như bạn đang thấy ở đây. Và nó cũng là cấu trúc được nâng đỡ bằng kính lớn nhất thế giới luôn. Phía dưới hình trụ này là một khán phòng cho các sự kiện của hãng với sức chứa khoảng 1.000 người. Và để kết nối giữa hai bộ phận này, ta có một cái thang máy kính cũng dạng tròn cao 13m, xoay 180 độ từ tầng dưới lên tầng trên của sảnh. Nó được làm từ kính cực lực hóa học và được coi là thang máy bằng kính đứng độc lập cao nhất thế giới. Đó là lý do tại sao mình dám đảm bảo là nó cũng đặc biệt chẳng kém The Ring nhé. Độc lạ và đẹp. Hả? Đi bộ về phía đông bắc, ta sẽ nhìn thấy khu vực dành riêng cho chúng ta. Yeah, những khách tham quan. Và lưu ý, đây là nơi duy nhất mà bạn có thể tham quan ở Apple Park. Một khu vực 2 tầng rộng 1.870m², gồm 4 khu vực chính. Apple Store rộng 929m² với những sản phẩm mà bạn sẽ không thấy ở những Apple Store khác: áo phông, mũ, túi, bưu thiếp. Một quán cà phê rộng 212m², một không gian triển lãm trưng bày mô hình 3D của Apple Park với thực tế tăng cường. Và cuối cùng là sân thượng để nhìn ra khuôn viên. Tức là nếu muốn quan sát tham quan Apple Park thì ta hoặc là lên sân thượng ngắm cảnh, hoặc là thăm thú qua iPad bằng phần mềm AR. Và riêng khu vực này thôi cũng đã tiêu tốn 80 triệu đô la của Apple, khoảng 1.822,2 tỷ Việt Nam đồng. Hai khu vực còn lại của khuôn viên nằm ở đây, như bạn đang thấy. Một là cơ sở nghiên cứu phát triển gồm hai tòa nhà rộng 28.000m² ở rìa phía nam và bãi để xe phụ, ngoài cái hầm chứa xe chính ở ngay dưới The Ring ấy. Khu vực còn lại là trung tâm thể dục thể thao rộng 9.300m². Yoga, gym, sông hơi, bơi bướm, tắm rửa, giặt là gì bạn cần là có, cũng như các sân bóng chày hay tennis ở gần đó. Và truyền thuyết kể lại thì tòa nhà 2 tầng để tập yoga chỉ được làm từ loại đá ở mỏ Kansas, làm sao để giống với một khách sạn mà cố CEO Steve Jobs rất là mê.
Về cơ bản ta đã dạo xong những cái công trình lớn trong Apple Park rồi đấy, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ thêm một chút xanh, cái thứ mà không phải nhiều trụ sở khác ở trên thế giới thực sự để ý. 80% khuôn viên là không gian xanh, 80% là một con số rất rất đáng người ta lưu tâm. Đây là nơi sống của 9.000 cây xanh thuộc 309 giống loài bản địa. Ngoài những lợi ích trực tiếp cho sức khỏe và tinh thần của con người nơi đây, chúng còn giúp cho đất đai có khả năng chịu hạn tốt. Nước tái chế cũng được sử dụng luôn để tắm cho cây xanh. Ngoài ra, nếu lỡ may mắn lạc vào đây thì mình sẽ có thể chơi cái món chạy bộ ưa thích trong cái khuôn viên 71 hecta với 1.000 xe đạp dành cho nhân viên của Apple đi lại đạp xe hay là chạy bộ. Và đến đây thì có lẽ là bạn hay cả mình dù chưa đến một lần nào thì cũng có thể hiểu thêm một phần nào đó về một trong những trụ sở lớn, xanh và độc đáo bậc nhất thế giới. Mình biết là vẫn còn rất nhiều những cái thiếu sót vì làm sao mà ta có thể bao phủ hết 5 tỷ đô la trong độ chục phút. Nhưng mà vẫn hài lòng vì đã cùng mọi người thực hiện được một cái chuyến đi ít tốn kém nhưng chắc là không đến nỗi quá tệ. Mong là vậy. Các bạn có quan tâm tâm sự gì thì nhớ comment phía bên dưới. Nhớ đấy. Ở đây như thường lệ, cảm ơn đã đồng hành cùng mình là Hoàng Lặng. Đây là chuyên mục Tech Mắc Chuyện Chưa Kể. Hẹn gặp lại.